Rồi, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình đi thăm cái ổ chim trà mào á. Đó mà có một con á. Xem nó lớn đến đâu rồi. Hay còn hay không, nó hay là nó bay mất rồi. Vườn mình đây này. Giờ là vườn tiêu của nhà mình nhá. Mình đi thăm xem nó. Trời, đó chiều tối rồi, đi hơi muộn tí, nhà đi ra hơi muộn tí, mới đi làm về đó. Mình mới đi làm về nên là trời nó cũng sắp tối rồi. À đây còn không biết là còn hay không nó, biết ở cây nào nữa cơ. Giờ mình đi kiếm nha, kiếm về lấy thang đi coi, cao lắm chứ không có ấy được đâu. Dưới không thể tới được đâu. Đấy. Bên cây đây này. Bên cây bên đó. Vườn tiêu của nhà mình nhá. Vườn tiêu nhà mình các bạn nhá. Nó tàn lũi hết rồi. Tiến tới đây là sẽ thanh lý thôi. Giờ tiêu không có giá nữa. Vườn tiêu như thế này còn gì nữa đâu, vườn tiêu. Rễ tiêu không có nữa chứ. Ở dưới kia thì còn nữa các bạn ạ. Đó. Chết hết rồi. Cũng vì cái thị trường nông sản trở thành phá sản. Nhiều nhà phá sản vì tiêu. Nhiều cặp vợ chồng phải giờ là tay ra bại sản rồi. Trước cái thành tỷ phú vì tiêu. Giờ là quỷ phú luôn rồi, thành quỷ phú rồi. Đấy các bạn nhá, để mình xem, giờ mình sẽ đi ở đâu quên mất rồi, không biết cây nào thôi. Giờ mình phải đi lấy thang cơ, thang đây, thang thì mình đang hái tiêu sẵn đây rồi, mà ở cây kia đấy cây trên này nha. Đó, trên đây này để mình kéo ra đó, cây này nè các bạn nhá, để xem nó còn hay không còn nhá. Đó, nếu mà còn anh em nào mà kết á, anh em nào thích nuôi chim con từ nhỏ lên á thì alo cho mình nhá. Nhưng mà mình cũng phải để nuôi một thời gian cho nó lớn một tí mới bán được nha. Chứ không á, anh em mang về nuôi không được là chết uổng lắm. Con này một tổ là một con là chắc chắn là trống 100% nha. Đó. Theo kinh nghiệm mình á, nếu mà một tổ là một con là trống là 100%, không được 100% thì cũng phải tương đối à, chứ tỷ lệ nó mái là ít lắm. Bây giờ anh em nào kết thì cứ alo cho mình đi, mình thì không có thì mình cũng nuôi thôi, nuôi để nó nha, để mình chuyển cái thang nha các bạn nha, mọi người nha. Đây tiêu này nó cũng mình mới đi làm về, bây giờ là đây đồng hồ rồi, đây giờ là đã 6 giờ rồi các bạn ơi, 6 giờ nhá, này 6 giờ thiếu 5 rồi, rồi 6 giờ thiếu 5, kia nhà hàng xóm chứ không phải nhà mình nhá, nhà mình ở đây cách đây xa lắm. Không biết nó còn hay không nha, tại vì hôm bữa mình đang clip lúc đó nó chưa có mọc lông đâu. Giờ mình chuyển cái thang nhá. Chuyển cái thang xuống đi. Thang này nặng lắm, thang này 5 mét lắm. Ôi trời ơi, nặng quá. Nặng quá nha. Ui ui. Từ từ các bạn nhá. Mình làm thì nó không có ai cầm cái máy, không cầm điện thoại cho đâu nha, rất là khó khăn. Và từ từ các bạn thông cảm nhá, chờ xíu nhá, để mình xem nhá, để xem con chim non nó còn không nhá. Mình xoay cái này, cái màn hình hơi lắc nha các bạn nhá, thông cảm nhá. Mình xoay cái thang á, cái thang nặng lắm, mình một tay cầm điện thoại, một tay lưng thang thì nó hơi lắc một tí. Đây là xong rồi đó. Đó rồi đó.
lắc dữ này. Rồi mình lên nha. Nếu mà còn thì nó mọc lông rồi thì mình sẽ bắt nha các bạn nha. Nhưng có giống này nó nhăn lắm nha. Nó có lông ống rồi đó mà không bắt là nó bay mất đấy các bạn ạ. Mình nuôi chim con này từ lúc 13, 14 tuổi rồi. Nay bốn mấy tuổi rồi. Nuôi từ hồi trẻ trâu rồi. Ủa sao nó kêu queo queo bên kia qua, có khi nó bay mất rồi các bạn ơi. Thấy queo queo bên kia. Kìa. Thế nó queo queo bên kia có khi nó bay đi theo mẹ nó rồi đó. Hy vọng rằng nó vẫn còn các bạn ơi. Hy vọng là nó vẫn còn, cái tổ nó vẫn còn ở đây nè, cái tổ vẫn còn đây. Tổ nó vẫn ở đây nha các bạn nha. Nhưng mà biết còn hay không hên xui thôi. Cao lắm này các bạn này. Thấy không? Mình mút này. Phải nha, cái thang này 5 mét đấy nha. Thang 5 mét đấy chứ phải là thang thấp đâu. Thang 5 mét đấy. Này, cao mút mình đã lên tới rồi nha các bạn nha. Đây. Bắt đầu mình sẽ coi nó còn không. Phải từ từ các bạn, sợ nó còn, nó động, nó còn. Ôi chết rồi, bay mất rồi sao không thấy các bạn ơi. Không thấy gì hết. Giờ nó lên cao quá mình thấy ghê ghê. À còn các bạn ơi. Ôi nó mọc lông ống rồi nè. Ô. Này. Ô. Con. Còn nha, mọc lông ống rồi. À. Từng này không biết có bắt được chưa nè. Cái này chắc chưa bắt được quá các bạn ơi. Nó còn nhỏ quá. Mà mình nuôi thì được cái đó, nhưng mà nó sợ nó về nó yếu quá. Thôi, để mai mình bắt các bạn nhé. Mai mình hãng bắt đi. Một ngày nữa để cho mẹ nó úm một tối này nữa đi. Thì mai mình sẽ bắt. Mai mình bắt nha các bạn nha. À, nó còn thấy nó còn yếu lắm, nhỏ lắm này. Nhìn thấy nó cái đầu nó bên này này, thấy không? Đó, thấy không? Thấy không? Con này mình nuôi thì sống rồi đấy. Mà thôi để nó hiển thị này, con mẹ nó kìa. Đó. Thôi để cho mẹ nó uống một tối nữa đi. Để có gì mai mình bắt nha các bạn nha. Thôi xin chào các bạn nha. Mình đi về đây, trời tối rồi.